Rồi, chào bà con nha. Nói theo con mấy số bơm nhân thể nè, nguyên bộ sẵn cho bà con về xài nè. Bơm nhân thể là đây, bơm tát nè con, này bơm lưu lượng nè. Thấy con có lưu lượng đó, bơm tát đó. Thể 100 nha. Là khoảng 100 mét khối trên giờ là bơm một tắc. Ống ga một tắc là bơm 100 mét khối trên giờ. Còn ống ga một tắc rưỡi là 200 mét khối trên giờ. Nguyên bộ bà con đi công trường rồi nè, bơm chống ngập, chống úng, chống khô hạn cũng nhanh lắm bà con. Bơm lưu lượng ra lên là nước cắt giữ 200 mét khối giờ, ống ga cắt rưỡi nè, đây họng ga này cắt rưỡi, con mua về nguyên bộ để xài thôi, máy nào xài cũng được, hay gọi là bơm lưu lượng, con đẩy đi công trình hay đẩy tới bờ ruộng đồ mà con xài luôn, khỏi mà con chế bát thì cực khổ, đây chế sẵn nó bát xe cho mà con xài luôn, đẩy luôn, nguyên bộ cho con xài luôn đây, chế sẵn cái bát cho bà con nè, cái khung sẵn bỏ máy lên, máy nào bỏ lên cũng được, tăng đưa vô ga được luôn nè. Máy nào bỏ lên xài cũng được bà con, đây khung bà con để lưu để tới để ra ruộng xài luôn nè. Đây số bơm nhân thể, đây bơm nhân thể là bơm hút sâu đẩy xa cũng có, bơm tát cũng có, đó là số bơm nhân thể hút sâu đẩy xa, nhân thể 1, nhân thể 2, thể 3, thể 4, thể 5, thể 6, thể 7, thể 8, thể 9. Đây số nhân thể 6, đây nhân thể 80 tát này. 80 là khoảng 90 mét khối nước trên giờ nha. Còn nhân thể 100 á là 100 mét khối trên giờ, còn nhân thể 150 là 200 mét khối trên giờ. Bà con mua cho phù hợp xài, con có nhu cầu nhiêu thì mua nhiêu. Đó, chứ bơm nhân thể 188, nhân thể 1, thể 2, thể 3 đầy đủ nè. Nhân thể 150 luôn nè. Đầy đủ bà con. Con nào có nhu cầu alo là 0886356707 đầy đủ. Đặc biệt bà con nào mà nguyên bộ á, ở đây nguyên bộ con dùng xài thôi, đây cái khung nái có sẵn rồi, con vừa gấp rồi xài thôi, gấp lên là xài thôi. Đây là bơm Wikiner, bơm quăng thể, đối với bên thể bà con có xài pulley lớn nha, pulley bên máy là phải lớn, pulley phải trên 2 tấc cho lên, đó là bơm nhân thể, pulley đó mới đủ luôn, đủ số dòng bà con ơi. Alo. Đúng rồi anh. Được anh giao hàng toàn quốc mà. Chịu gửi anh. Dạ đúng rồi. Dạ. Đây bơm nhân thể 5, nhân thể mà nhân thể hút sâu đẩy xa thì cái lượng nước ít nha bà con, nhân thể mà hút sâu đẩy xa lượng nước ít hơn nhân thể bơm tát. Đây nhân thể 80 á là khoảng 100 mét khối trên giờ, khoảng 90 đến 100, và nhân thể 100 là khoảng 100 trở lên, hút sâu đẩy xa đó, thì lượng nước ít nó không bằng thằng chiên tát. Bơm tát 60 đây. Đó là bơm nén hút sâu để xa. Rồi, bà con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707. Đây dân thể 168 dành cho máy xăng. Đây, tất cả máy xăng từ 5,5 đến 7,5 là xài được các bà con. Dành cho máy xăng. Tùy theo máy mà con mua cốt cho vừa. Đây là dân thể cho máy xăng. Rồi.
Bà con nào có nhu cầu luôn nha, 088 65 677.